Nếu chúng ta may mắn được sanh trong gia đình có nề nếp, cha mẹ, ông bà luôn luôn quan tâm, chăm sóc, dạy bảo con cái, và chúng ta được cái sự giáo dục uốn nắn đó đó, cho nên những lời dạy của ba mẹ mình, những hình ảnh của ông bà mình vẫn nuôi dưỡng chúng ta. Bất chợt một lúc nào đó, mình làm cái công việc, ví dụ như hôm nay ngày giỗ, mình trang trí ban thờ, thì tự nhiên cái hình ảnh của ba mình ngày xưa, của ông nội mình ngày xưa, nó xuất hiện. Nó làm cho mình biết cách phải sắp đặt. Tại vì ngày xưa đó, ông mình, bà mình làm cái công việc đó, nhưng mà đều có dạy lại cho con cái. Con phải để đông bình tây quả, bình hoa phải để bên phía đông, bình dĩa quả phải để ở phía tây, rồi chân đèn, nến, bát hương, đỉnh trầm, con phải sắp đặt cho nó cân đối, thứ tự trang nghiêm. Thờ ông Phật nhỏ như vậy mà chân cái bình hoa to tướng là không có mỹ thuật. Cho nên á, mình cúng Phật làm trước tiên là mình phải cúng cái đẹp. Cúng cái đẹp. Phật không có đòi, Phật không có biểu, ông bà tổ tiên mình cũng không có biểu, không có đòi gì cả. Nhưng vì mình hiếu kính cái lòng thơm thảo của mình đó, cho nên mình nhân cái ngày kỷ niệm ngày giỗ, mình sắp đặt lại cái bàn thờ cho nó đẹp. Cắm cái cành hoa. Cắm cành hoa như thế nào mà nó gọn, nó đẹp, nó hài hòa với không gian. Chưng cái dĩa trái cây như thế nào để nó cân đối, tả hữu bình bình. Bạn Phật, ông Phật ngồi chút xíu, bình hoa thì to tướng, dĩa trái cây rồi để ngập đầu luôn, ngập đầu ông Phật. Rồi bao nhiêu nhang đốt cứ cuộn nguồn nguồn, ông ngồi ông hít riết rồi ông cũng bị nám phổi. Riết đẹp đâu ông thấy mặt cũng bị ám khói hết à. Cho nên mình cúng Phật trước tiên phải cúng cái đẹp. Chính những lời dạy đó, đó. Bây giờ lúc đó, có thể lúc đó chúng ta không có ghi nhận gì cả, không có ý thức gì cả, nhưng mà nghe đó thì cũng nhìn là ông bà làm, cha mẹ làm thôi. Nhưng đến bây giờ đến phiên vai mình là chủ nhà nè, cái mình cũng sắp đặt như vậy. Tất cả những hình ảnh nhớ lại là dạy đó. Cho nên nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng cho chúng ta. Khi chúng ta làm công việc đó, hình ảnh nó xuất hiện và nó giúp cho mình không có đi lệch vấn đề. Con à, con dọn cơm á, con phải nhớ đôi đũa mình phải gác như thế nào. Thường á thì người ta ăn cơm bằng cái tay, cầm đũa bằng cái tay phải, cho nên đôi đũa con phải gác cái đôi đũa gã nằm về phía bên phải để người ta gấp. Trường hợp mấy người ăn cơm cầm đũa bằng tay trái đó, vạn trung hữu nhất, trăm người thì có một người thôi, trường đó là ngoại lệ. Mày để đôi đũa mà con không biết bên nào phải bên nào trái, chừng khách ta ăn ta đảo qua đảo lại, nó là cái cách không hay. Để đũa rồi để cái ly nước. Hồi nhỏ tôi là thị giả,
tôi thị giả cho hòa thượng. Thị giả giống như bây giờ chúng ta gọi là đạo hầu á, ở trong cơ quan gọi là trợ lý, đi sách giỏ cho giám đốc chứ có gì đó. Có lần khách đến, tôi rót nước, tôi mời cái tách hồi xưa nó có cái quai vậy nè, cái tách của Nhật nó gọn gọn thế này, nó có cái dĩa có cái quai. Rót nước thì mình cứ để đại cái quai á, ông khách ngồi đây mà cái quai nó quay ra phía ngoài á. Dạ, mời thầy uống nước, để lên cái hòa thượng ông chụp cái tay vô liền. Ông chụp tay vô. Dạ thỉnh thầy uống nước. Các vị hiểu cái ý nè. Mới để xuống rồi là ông hòa thượng ông chồm tay liền, chồm tay. Dạ, mời thầy uống nước. Ông kéo lại là ông quay cái quai vô. Làm xong cái ông liếc vậy nè. Là biết rồi đó. Mai mốt chú không được để vậy nha. Chẳng lẽ khách họ uống không? Chỉ một lần đó thôi. Và cho đến bây giờ hình ảnh nó vẫn nuôi dưỡng tôi. Mỗi khi mình mời khách uống trà và mình dạy lại mấy chú mời khách uống trà thế nào, rồi rót nước. Hôm nay chúng ta nói mấy chuyện này thôi, tại vì đó là cái hạnh phúc tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử. Rót trà đó, rót trà vô cái chén. Hồi xưa cái bình tích không phải như bây giờ trà đạo, cái ấm nhỏ nhỏ như vậy đâu. Hồi đó cái bình nó cỡ này nè, rồi có cái quai vậy, rồi có cái hai cái quai sắt nắm như này rót. Xin lỗi, tôi rót trà mà nè, sổn. Ôi, bọt nó sủi lên đầy hết chén trà. Hòa thượng ông nhìn, chú để đó tôi. Hòa thượng ông mới cầm cái ấm với cầm cái chén lên, thượng ông rót. Cái vòi của cái bình á không có chạm vô trong cái miệng chén, nhưng mà không có để quá xa miệng chén. Rót cái nước, cái chén hơi nghiêng một chút, để cái nước trà đó nó từ cái thành ly, cái thành tách đó mà nó chảy xuống, cho nên không có những âm thanh khua lên, không có kêu lên những cái tiếng khó nghe, và trà nó không sủi bọt. Đâu phải hồng trà sủi bọt đâu. Đâu phải trà trân châu sủi bọt như bây giờ đâu. Hồi xưa là gói trà con cua đó, gói trà con cua, trà tàu. Khách về rồi thôi mới kêu, mai mốt rót trà con phải rót. Rót như thế nào để cái tách trà nó đẹp? Nếu mình tựa cái vòi trà vô cái miệng tách á, khách ta gớm ta không uống. Con bưng nhẹ hai bàn tay mới chụp ngay cái miệng cái ly đưa người ta. Tay này chú làm gì ai biết. Người ta gớm ta không uống. Cho nên mình phải từ cách bưng trà, từ cái cách mời trà, đều phải có ý thức. Không cho khua lên cái âm thanh, vang lên cái âm thanh. Và đặt cái chén trà xuống á, phải nhẹ nhàng, để cái bợp. Đâu phải vô quán ăn ở chợ lớn đâu mà khua chén. Đâu phải vậy. Khách ta không có khác, nhưng bổn phận mình mời thì phải mời. Uống nước không? Uống nước thì rót ha. Có một lần tôi đi, tôi xin mở cái ngoặc cái chùa Bà ở góc chỗ đường và Hồng Thập Tự, bây giờ là đường gì đó, có cái chùa Bà xưa lắm. Tôi đi cúng ở đó tháng 7, cúng cái có ông hội á, ông hội của hội trưởng nè. À, ông thầy chút nữa tụng kinh là xuống có ăn mì không à? À, ăn thì nấu, không ăn thì thôi ạ. À, người Hoa mà họ phát âm nó không có quen, cho nên họ nói đại khái vậy. Khách họ đến
họ không biết họ có khác, họ có cần vẫn biết bổn phận mình phải rót nước. Rủ vào đó thị giả là phải vậy, rót nước mà phải mời như thế nào, để cái chén trà như thế nào, con phải nhớ. Con làm được như vậy á, thì sau này con mới có thể làm hòa thượng được, mới có thể trở thành một người tu đúng nghĩa. Tiểu tiết bất đạt, đại sự hà vi. Hòa thượng ông nói vậy thì không biết tiểu tiết bất đạt, đại sự hà vi là gì, nhưng mà ghi nhớ đó. Sau này tra tự điển, học hiểu, à tiểu tiết là những cái việc vụn vặt. Chữ tiết là cái mạt, mình cưa cây rồi cái gì cái mạt cưa đó, cái đó gọi là tiết. Những cái mà nó vụn vặt á gọi là tiết. Tiểu tiết, những cái chuyện nhỏ nhặt vụn vặt mà không làm được bất đạt, thì đại sự hà vi, thì đừng có hòng làm xong việc lớn. Cho nên những cái việc đó đó, nó nuôi dưỡng chúng ta rất là nhiều, và chúng ta lớn lên nhờ những cái sự tiếp xúc sâu sắc đó. Có một buổi sám hối, lúc đó là tôi khoảng hình như 17-18 tuổi. Lúc đó người ta nói là tôi nổi trái chanh, bắt đầu cái bằng gì đó, gì bể tiếng vậy đó, bắt đầu là trong cái cơ thể bắt đầu nó phát triển. Thì lúc đó cái giọng của tôi á, nghe như con vịt đực lên sám hối. Thì hòa thượng ông chủ lễ, tôi bổn phận tôi phải quạt. Hòa thượng ngày xưa tụng kinh cũng hay lắm. Hòa thượng ông chí tâm đảnh lễ là mình quạ lên liền. Quạ xong cái hòa thượng ông nói, ông nín giùm tôi một chút. Hòa thượng ông quay xong rồi, ông nín giùm tôi một chút, ông đừng có tụng lớn. Ôi buồn, hết sức buồn, muốn chảy nước mắt. Mà chẳng lẽ lên đó khóc? Trời, mình lên mình tụng kinh chứ có làm gì đâu, mà ông thầy cũng la mình, cũng không cho mình tụng. Thế nó bạc bẽo làm sao, nó buồn hết sức. Nhưng mà không dám giận. Hồi xưa đó, ông thầy ông la mình, ông đánh mình, không dám giận nha. Buồn thì buồn, than thân trách phận, tôi sinh ra nhầm ngôi sao xấu gì đó. Nhưng mà không dám giận thầy nha, không dám giận. Cho đến sau này thì mình hiểu ra, mình mới thấy thương ông thầy. Tại hòa thượng ngày xưa cũng làm nghi lễ, và sau này tôi cũng thực tập theo cái pháp hành đó, tôi mới biết được là mình tụng kinh mà ở gần bên mình mà có cái người nào đâm hơi đó, nguy hiểm lắm. Một hồi nó lạc liền, nó lạc liền, không biết tôi bị quả báo hay sao. Sau này có mấy chú ở học với tôi, có cái giọng của ông cũng khổ lắm, mà ông đứng tụng kinh cứ đứng ngày lỗ tài tôi. Tôi cũng nói thôi ông tụng nhỏ nhỏ chút. Thế buổi sau thật kinh tôi sắp ông đứng góc kia, đứng góc nọ, không cho đứng gần. Mình mà lúc nào mà mình mất chánh niệm là mình đâm hơi liền, nguy hiểm lắm. Lúc đó mới nhớ thương ông thầy. Tại vì một vị chủ lễ á, từ cái lúc sướng khởi đầu cho đến lúc cuối cùng, cái tông phải giữ cái điệu không có được biến. Hòa thượng nói tụng mà cứ đổi giọng hoài á, cái tánh nó cũng đổi nha. Ở đây không biết có đúng hay không, nhưng mà tôi nghe vậy tôi sợ lắm, cho nên tôi không bao giờ dám đổi giọng. Đổi giọng là sao? Thí dụ chúng ta lấy cái tông nào
lấy cái giọng nào chúng ta, giọng ai thì giọng ai, mà giọng lạc thì giọng lạc, đừng đổi. Ở cái tùy theo cái qua cái chuyển kinh thì chúng ta được đổi, nhưng trong cái thờ kinh đừng đổi. Tôi thí dụ, tôi nghe như vậy một thuở Đức Phật tại thành xa vẻ rừng khắp cô độc. Cứ đổi hoài, hữu chi ư trung, hình chi ư ngoại. Trong tâm mình á, nó cũng hay đổi lắm, cho nên nó hiện ra cái tướng, cái giọng cứ đổi hoài. Cho nên từ đó về sau không có cho phép đổi. Vì vậy cho nên mình đang tụng vậy, tự nhiên ông đâm thôi, mình đang chi tâm đàn lệ nguy hiểm lắm. Làm pháp sự mà quý Phật tử biết là sợ cái đó lắm. Cho nên hồi xưa bị ông thầy cũng quay lại, ông la nín luôn, đừng có tụng nữa. Bây giờ mới hiểu tại sao. Và mỗi lần mà lên tụng kinh, mỗi lần mà sắp đặt nhân sự đi làm pháp hội, tôi cũng đều ngó coi ông này phải để đứng đâu, ông này phải đứng đâu, để tránh trường hợp nó xảy ra. Thì nói tóm lại, trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày á, nếu chúng ta biết tiếp nhận một cách sâu sắc thì những cái hình ảnh đó nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Quý Phật tử hiểu nuôi dưỡng là gì rồi, phải không? Ở đây không phải là vấn đề cơm ăn áo mặc, cho cơm ăn, cho áo mặc mới là nuôi dưỡng. Mà một cái cách, cái hình ảnh chắp tay cũng nuôi dưỡng mình rất nhiều. Một cái hình ảnh lại Phật cũng nuôi dưỡng mình rất nhiều. Một cái tiếng niệm Phật, một cái lời dạy, một cái cử chỉ đều nuôi dưỡng chúng ta. Và nhờ đó chúng ta được khôn và lớn, được khôn lên, tức là được hiểu ra, được thấy cái việc này đúng nè, cái việc này nên làm nè, cái việc kia là sai nè, phải dừng lại. Cho nên phải là có căn lành nhiều, có phúc duyên nhiều, chúng ta mới được tiếp xúc với những bậc tu tập như vậy, với những cái hình ảnh cao quý của các bậc tôn đức như vậy, mới có được thân cận các thiện hữu tri thức như vậy. Nhờ đó mà mình được tiếp xúc, được học hỏi, được lắng nghe một cách sâu sắc. Có thể lúc đó mình chưa hiểu, nhưng bất chợt lúc nào đó đang tụng kinh vậy đó, tự nhiên cái lời dạy năm xưa nó xuất hiện, nó làm cho mình sáng ra, hiểu ra. Tự nhiên cái gương mặt mình lúc đó nó rạng rỡ lên. Rạng rỡ lên là vi tiếu đó. Vi tiếu không phải là cười khì, không phải là nhếch mép. Vi tiếu tức là cái cơ trên mặt mình, thân tâm mình lúc đó nó dũng dước, nó hoan hỷ, nó vì mình hiểu được vấn đề. Mấy người săn ảnh, mà săn được mấy góc ảnh nó mới đẹp. Thỉnh thoảng thấy có xuất hiện những cái tấm hình, nhiều khi hình ông Hòa Thượng đang ngồi uống trà, không biết họ canh me ở đâu họ chụp, nhưng bây giờ nhìn lại rất là đẹp. Uống bằng tất cả thân tâm, lại Phật bằng tất cả thân tâm, cái câu chuyện bằng tất cả tấm lòng, những cái đó nó đều nuôi dưỡng chúng ta và nó làm cho chúng ta hạnh phúc. Chính những cái hạnh phúc này á, nó lại nuôi dưỡng chúng ta nữa. Nhờ vậy mà mình không bỏ chùa,
không bỏ thầy, không bỏ đạo, không bỏ Phật, không bỏ Pháp, không bỏ Tăng. Đó là hạnh phúc. Chúng ta tu tập mà không có được những cái khả năng nuôi dưỡng, không có cái niềm an lạc hạnh phúc, chúng ta sẽ không ở chùa, không tu tập mãi đâu, không đi trọn con đường này đâu. Mai mốt có một cái niềm vui gì khác ở ngã ba kia nó lôi mình, sẽ bị lôi dắt. Cho nên tại sao chúng ta tu tập? Có người thành công, có người thất bại. Thế cho nên hồi tưởng lại những cái hình ảnh mà trước đây mình có duyên được thân cận đó, nhưng không phải trước đây thôi, và hiện tại chúng ta vẫn được nuôi dưỡng. Ví dụ hiện tại thì không chỉ những hình ảnh của các bậc tôn đức của quá khứ hay là của quý hòa thượng hiện tại làm cho mình vững tiến hơn trên con đường thánh đạo, mà nhiều khi nhìn thấy những cái uy nghi, những cái dáng dấp của quý Phật tử xuất hiện làm cho mình phải quán chiếu. Các Phật tử bất chợt xuất hiện, A Di Đà Phật, con chào thầy. Bà cụ vừa làm xong, cái thằng bé cháu nội của bà lại nói cha, con chào thầy. Nó xá xuống. Cái hình ảnh thằng bé mới có 5-6 tuổi mà nhà nó dạy như thế nào không biết, nó làm vậy. Mà nghe kể lại á, nó vô trong cái quán ăn á, cái bàn thờ ông thần tài thổ địa của cái quán, nó lại nó cũng mô Phật, con chào ông. Nhờ vậy mà chủ quán đãi bữa cơm không ăn, không lấy tiền thằng bé đó thôi. Thằng bé đó được ăn mà không lấy tiền, thấy nó ngoan quá. Cho nên những hình ảnh đó nó cũng nuôi dưỡng chúng ta. Thằng bé nó còn như vậy, huống chi mình. Cho nên từ đó quán chiếu, mình phải ráng tu tập làm sao để đừng có cô phụ với cái lòng tín kính của Phật tử. Đó cũng là nuôi dưỡng. Vấn đề là mình có sống với phút giây hiện tại hay không? Trong phút giây hiện tại, mình có sống thực với con người mình hay không? Mỗi ngày mình có vuốt cái đầu mình để mình biết mình là tu sĩ hay không? Và mình phải làm gì để nó đừng đi ngược lại với cái hình ảnh tu sĩ, đừng có phủ phàng cái sự tín kính của tín đồ. Rất nhiều hình ảnh nuôi dưỡng chúng ta, rất nhiều những cái âm thanh nuôi dưỡng chúng ta. Một chiếc lá vàng rơi, một cỗ xe tang đi qua, cũng đều là những pháp, những tiếng pháp, những pháp âm, nó nuôi dưỡng chúng ta, nó nhắc nhở chúng ta cuộc đời vô thường. Vì vậy thời gian không chờ các bạn đâu. Chúng ta hãy nỗ lực tu tập để chúng ta có hạnh phúc. Và chính cái hạnh phúc đó nó nuôi dưỡng chúng ta, và nó làm cho mọi người ai có duyên gặp mình, đến với chúng ta, họ cũng có được ảnh hưởng cái hạnh phúc đó. Lễ ngũ bách danh, mỗi lần lại ngũ bách danh đó là những cái dịp mà mình có cơ hội mình tiếp xúc được với cái sức mạnh của Đức Quan Âm. Ví dụ Nam Mô Xưng Ngã Như Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái câu này có nghĩa là xưng ngã danh như xưng Quán Thế Âm Bồ Tát. Người nào mà đọc tên của tôi cũng như là đọc tên của Bồ Tát Quán Thế Âm, không khác.
Wow, ngã mạn dữ ha. Đầu tiên đọc đó, cái tôi nhỏ giọng là tôi không dám đọc lớn, sợ mang tội. Nhưng sau này mình hiểu rồi, mình thấy chính cái rụt rè, chính cái mặc cảm tự ti đó, nó làm cho mình bị thiệt thòi. Đồng ý, Bồ Tát là bậc giác ngộ, mình là người đang đi theo con đường giác ngộ. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát đã thành tựu được cái quả vị giác ngộ, gọi là Bồ Tát quả. Chúng ta là những người phát nguyện học theo công hạnh của Ngài thì có thể gọi chúng ta là những người đang tu Bồ Tát nhân. Cho nên toàn phần giác ngộ thì mình chưa, nhưng mà thiểu phần, chút chút phần mình có. Cho nên nếu mình phát huy tu tập thì mình cũng có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ như Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên trong cái danh hiệu này là nó nhắc nhở mình ráng tu tập. Chỉ cần mình nỗ lực tu tập thì mình có cái chất liệu của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, thì ai nghe tên, thấy hình, xưng danh, cho dù là gọi tên mình đi, người đó cũng có được cái thắng duyên công đức giống như xưng niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm. Và như vậy cho nên mình phải ráng tu tập để mình giữ chất liệu Quan Âm, sức mạnh Quan Âm ở trong mình. Những cái câu kinh đó nuôi dưỡng chúng ta và làm cho chúng ta mạnh lên, vững lên, không còn mà hèn yếu, không còn mà tránh né. Ai cũng có khả năng thành Phật. Thế cho nên trong tu tập hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy tập sống có chánh niệm, có ý thức từng phút giây hiện tại, có ý thức khi mình được nghe một câu kinh, được đọc một bài kệ, có duyên được đảnh lễ, được chiêm bái hình ảnh của những người tu. Trong đó có hàng xuất gia, cũng có những hàng cư sĩ tại gia rất là mẫu mực. Cho nên những hình ảnh đó nó đều nuôi dưỡng chúng ta và làm cho chúng ta khôn lớn trên con đường thánh đạo, làm cho chúng ta có nhiều sức mạnh trên con đường thánh đạo. Nhờ vậy mà hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây, vẫn còn mặc chiếc áo này, vẫn còn cái lý tưởng giải thoát, đó là hạnh phúc. Trên tinh thần tu học, mỗi tháng 2 tuần Hòa Thượng ở đây dạy sang đây để nói chuyện với quý Phật tử. Nói riết rồi tôi cũng không biết nói cái gì, thì tôi chỉ chia sẻ lại những cái điều mà tôi được nuôi dưỡng. Và tôi mong rằng qua những cái câu chuyện như thế này, quý Phật tử sẽ tư duy, sẽ suy nghĩ lại xem cái đời sống tu tập của chúng ta hàng ngày có được nuôi dưỡng hay không. Và nếu chúng ta được nuôi dưỡng trong môi trường giải thoát, nuôi dưỡng bằng những cái hình ảnh cao đẹp đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất, không dám nói nhất hành tinh này, nhưng mà sẽ là người có nhiều hạnh phúc nhất trong đời sống tu tập hàng ngày. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn được nuôi dưỡng trong chánh pháp, trong sinh hoạt của người con Phật. Chúng ta có may mắn được sinh làm người, đó là một cái hạnh phúc lớn nhất. Và cái may mắn thứ hai là chúng ta được
gặp Phật Pháp. Nếu không được thân người thì cái cơ hội để gặp Phật Pháp rất là hiếm. Được thân người mà được cái thân người hoàn mỹ, không có bệnh tật, không có bị kém khuyết về thân căn, lại có thông minh, có hiểu biết, đó là một cái may mắn không phải ai cũng có thể. Nếu không từ cái căn lành phúc đức thì chúng ta cũng khó được, khó có được. Cho nên trong kinh nói rằng là thân người khó được, thì chúng ta phải hiểu được như thế nào mới không vướng vào cái nạn đó. Rồi gặp Phật Pháp. Nói là gặp Phật Pháp, nhưng mà có nhiều người cũng gặp Phật Pháp nhưng không để vào lòng. Thấy người ta đi lễ thì mình cũng đi, thấy người ta đi cúng thì mình cũng cúng. Nhưng những lời dạy, những cái hình ảnh cao đẹp của người tu, chúng ta không để vào tâm. Cho nên cái người thiếu những cái nhân duyên đó đó, cho nên họ không có khả năng trưởng thành, họ không được nuôi dưỡng, cho nên họ không có khôn lớn. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề này. Trong cái đời sống tu tập, trong cái sinh hoạt của tăng ni, của các vị cư sĩ tại gia, chúng ta phải thực tập chánh niệm, phải thực tập chánh niệm. Đây là một điệp khúc mà chúng ta luôn luôn phải lặp đi lặp lại. Sống chánh niệm không phải là một lý thuyết. Thế nào gọi là sống chánh niệm? Nghĩa là trong ý thức của chúng ta giờ phút này, ý thức của chúng ta phải luôn luôn có tỉnh thức, có tuệ giác soi sáng cái ý thức của chúng ta. Khi tuệ giác có mặt soi sáng cái ý thức của chúng ta, và ý thức của chúng ta nó tham gia ở đâu, thì chúng ta có khả năng quán chiếu đến đó, thấy rõ được cái chân tướng của mọi sự mọi vật, thấy đúng nghĩa sự vật đó nó đang là gì, thì mình phải có khả năng thấy đúng như vậy. Cái khả năng thấy được như vậy, biết được như vậy, nhận diện như vậy, cái khả năng đó gọi là chánh niệm. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi sự mọi vật một cách sâu sắc thì chúng ta mới có thể truyền trao lại cho người sau một cách sâu sắc. Những hình ảnh cao đẹp của người tu, tôi dùng cái từ ngữ người tu ở đây nó bao gồm cả giới xuất gia và giới tại gia. Cái hình ảnh cao đẹp của người tu sẽ là cái ấn tượng đẹp nhất cho chúng ta. Những cái lời dạy thân ái của người tu sẽ để lại trong tâm tư chúng ta những cái kỷ niệm đẹp, và những cái ấn tượng đó, những cái kỷ niệm đó nó luôn luôn nuôi dưỡng chúng ta. Khi tôi mới xuất gia, lần đầu tiên được mặc chiếc áo Nhật Bình, được thầy tìm ra được cái chiếc áo Nhật Bình lam 4 vạt cho mặc. Chiếc áo Nhật Bình nó gà cái cổ nó xuống đây, nó có cái nút
và nó gài dọc xuống ở trước thân. Khi tôi mặc xong rồi thì tôi cũng gài nút, chắp tay cảm ơn Hòa Thượng. Thầy nhìn ngoắt này, dạ con mặc áo như vậy không có đẹp. Ủa sao người tu mà cho chiếc áo tu mà thầy ông nói mặc không đẹp? Sợ không biết, chắc mình không được mặc hay mình không đủ tiêu chuẩn mặc. Thầy nói là thầy ông mới nắm cái vai áo kéo thẳng lại, rồi nút thì cũng gài, nhưng mà không có giật, cho nên cái nút này bẻ qua bên đây, cái nút này bẻ qua bên đây, bẻ qua bẻ lại, cái áo nhật nó có cái bánh lái, mặt bồ nó có bánh lái, đúng là không giống ai. May là không có ai chụp hình lúc đó, khoảng đầu thập niên 70 rồi, cũng máy chụp hình cũng hiếm lắm. Hòa Thượng nói mặt gài nút xong rồi con phải nắm cái vạt ở dưới này, nắm cái tà ở dưới này. À, nắm lên con lấy tay con dằn nhẹ trên cái áo nó một cái, thì những cái nút đó nó sẽ thẳng một cái đường, nó giật thẳng rồi bắt đầu con mới buông xuống thì cái áo nó mới thẳng thớm. Đâu làm lại coi, tháo ra gài lại. Và tưởng mới nói đúng rồi, nhưng mà lần sau mặc áo không được cái tay tròn qua đầu, không được tay tròn qua đầu, áo mặc không qua khỏi đầu. Và khi mặc áo như vậy, cài những cái cúc áo như vậy á, con phải có ý thức. Mình cài áo nhưng mà cái ý thức của mình đó nó có mặt trong cái hành động đó, cho nên mình cài mới đúng. Không thôi á, ba nút nhưng mà mình cài nó lệch xuống, nó trật đi, chừng mặc cái áo cái cao cái thấp, cái vạt nó thả xuống, cài không đúng cái cao cái thấp. Mặc áo là phải sửa áo, mặc áo và sửa áo, rồi mình phải cài những cái cúc áo, buộc những cái dây lại để cho nó chắc chắn. Trong khi mình buộc như vậy á, mình phải ý thức được rằng mình bỏ buộc những cái sợi dây của cái cúc áo để cái áo nó không có rơi ra, cái áo nó không có trễ xuống. Đó là cái đẹp về hình thức. Nhưng qua đó đó, nó còn nhắc nhở là con tu tập thế nào để con có khả năng gìn giữ, gói lại, buộc lại những cái căn lành, đừng để nó rơi mất, đừng để nó đổ tháo. Lúc đó Hòa Thượng ông dạy như vậy, sợ lắm, lắng nghe, nhưng mà nghe cũng câu được câu mất. Tại lúc đó còn nhỏ, mà được gọi tới là đã sợ rồi, mà lại chỉ như vậy, dạ dạ, nhưng mà không biết nhớ được mấy chục phần trăm. Đó là một cái việc, một cái kỷ niệm được thầy dạy cho mặc áo. Rồi có một lần, hồi đó sau giải phóng, sau năm 75, thì tôi được ở học với sư cụ Hành Trụ, Ngài Hòa Thượng Thượng Hành Hạ Trụ, là vị luật sư của thời bấy giờ, chùa Đông Hưng ở chỗ Thủ Thiêm đây. Hòa Thượng khuya 2 giờ mấy là thấy Hòa Thượng ở trên thất mở đèn. Ở trên chùa là 3 giờ công phu, 3 giờ sáng là đã thức bản dậy công phu. Nhưng mà khi mình thức dậy rồi đó, là trên thất Hòa Thượng đã lại Phật ở trên đó. Và tôi thích nhất là buổi khuya thanh vắng như vậy, Hòa Thượng ở trên thất, Hòa Thượng lại Phật, lại 15 hiệu Phật. Trong cái nghi thức đó gọi là thập ngũ hiệu, lại 15 danh hiệu của Đức Phật. Sau đó Hòa Thượng niệm Phật cho đến sáng.
thì niệm Phật cho đến 4 giờ sáng. Thì ở đây mấy anh em trong chùa công phu xuống rồi đó, thì vô trong thất hòa thượng học kinh, học từ 4 giờ đến 6 giờ, học 2 tiếng đồng hồ. Sau 6 giờ rồi thì nghỉ ra cái ăn cháo sáng. Rồi nếu nhầm cái mùa mà đi ruộng đó, là thay đồ đi ra ruộng, đi theo cái con nước. Nếu nước ròng thì đi không được, phải nước lớn. Thì thành ra nửa đêm mà khuya như vậy, vì 3 giờ mình phải công phu cho nên bao giờ cũng dậy sớm. Khoảng 2 giờ rưỡi là lo dậy. Mà dậy sớm rồi đó, nghe cái tiếng chuông ở trên thất của sư ông ấy, điểm một cái tiếng chuông. Cái tiếng chuông nó nhẹ nhàng, nó khoan thai mà nó ấm lắm. Nó giống như nó mời gọi người ta. Nhất là cái giọng niệm Phật của sư ông. Cái giọng đó nó nuôi dưỡng tôi cho đến hôm nay. Hòa thượng là gốc người Phú Yên, nhưng mà vô hành đạo ở trong Nam hồi trẻ, hồi đâu khoảng 30 mấy tuổi, đã vô trong này ở học với Lưỡng Xuyên, Trà Vinh, rồi đi hành đạo ở cái vùng Đồng Tháp, Sa Đéc, rồi đến lên Sài Gòn, các chùa Tăng Già, rồi chùa Giác Nguyên, cho đến cuối đời hòa thượng tịch ở trong này. Thành ra gốc là gốc Phú Yên, nhưng cái giọng nói nó nửa Sài Gòn, nửa Phú Yên. Giọng nói hòa thượng rất là từ tốn, cái giọng nó ấm lắm. Mà hòa thượng khuya lại Phật, nó tha thiết, nó làm cho mình không thể mà không dừng lại để nghe. Cho nên sau này mỗi lần mà niệm Phật, mỗi lần mà tôi niệm Phật, mỗi lần mà tôi lại Phật phi thời á, lại Phật phi thời có nghĩa là ngoài những cái giờ khóa của đại chúng, chúng ta cùng nhau tu tập với đại chúng, thì mình có thời gian rảnh á, mình có những cái thời khóa riêng mỗi mình. Thì cái thời đó trong chùa gọi là phi thời. Mỗi lần mà lại Phật như vậy, xướng danh hiệu Phật, tự nhiên cái âm thanh mà lúc đó đó tôi được nghe hòa thượng niệm á, cái giọng nó tự nhiên nó vẫn còn vang dội ở trong tai của tôi. Chính cái âm thanh đó nó dẫn đạo, nó khiến cho mình phải đi theo con đường đó, thôi, không đi con đường khác. Tại vì âm thanh đó nó nuôi dưỡng mình. Và nó làm cho mình hạnh phúc. Vì chính âm thanh đó nó làm cho mình được trưởng thành. Lúc đó chỉ là mê nghe tiếng chuông. Rồi cái giọng của Hòa Thượng Trường Giới hay lắm. Này các Phật tử, các vị lắng nghe cho kỹ giọng sư cụ. Tôi nhái thì không có giống lắm, nhưng mà giọng hòa thượng nói như vậy mình nghe muốn chảy nước mắt. Chảy nước mắt không phải là ngồi tê chân quá, chảy nước mắt không phải là bị ai ngắt nhéo gì, chảy nước mắt vì hạnh phúc. Vì cái lời của cái vị thầy, của vị thầy đó, nó đi vào trong tâm não của mình, nó làm cho mình không cho phép mình buông lung. Đó là những cái âm thanh nó nuôi dưỡng chúng ta. Có một lần tụng kinh, hôm đó là ngày giỗ các thầy, các ni về tổ đình, về tụng kinh cái thời khóa sáng. Thì nó đặc biệt là cái thời khóa trong cái dịp đó đông lắm. Tại vì khuya thì mọi người phải thức dậy hết, lớn nhỏ gì đều phải lên chùa hết, không có lý do gì mà ở dưới này ngủ. Giờ đó là giờ tụng lăng nghiêm, chứ không phải là giờ nằm lăng nghiêng. Cho nên ai cũng phải dậy hết. Và hòa thượng ông dạy lên chùa phải cao thanh tụng niệm
để nó có cái khả năng đối trị với cái bệnh hôn trầm ngủ gục á. Các vị nghĩ sao 3-4 giờ sáng mà giờ đó là cái giờ của cái tuổi mà ham ăn ham ngủ, cho nên lên đó mà cứ rì một hồi là không biết tới bà già bà đế nào. Trong chùa nói là đi ghe thì sợ chèo ải, mà ở sải thì sợ Lăng Nghiêm, khó lắm. Năm đệ Lăng Nghiêm tụng thì phiên âm phạn cả, mà phải tụng cho nhập tâm, nhưng mà tụng mỏ nó trầm hùng rồi dần dần tiếng mỏ nó nhặt, nó khoang nhặt nó lắm, như nó đưa mình bay bổng vào cái thế giới đại định của Lăng Nghiêm. Cho nên nếu mình không có sự tập trung dễ bị hôn trầm, cho nên hòa thượng dạy phải đem hết cái năng lượng, cái giọng của mình nó đọc, tuy nó đem hết nhưng không được đọc cao, mà phải đọc giọng trầm để nó rung động hết tất cả những cái hệ thần kinh trong cơ thể của mình. Tụng như thành như một cái lụa vậy đó, chứ nó liền với nhau. Chứ tụng chú mà nè, Nam Mô Tát Đạt Tha Tô, tới tô nào không biết, tới bà nào, dễ bị rời rạc phân tâm, dễ quên lắm à. Nhưng mà tụng như thế nào để câu này nối tiếp câu kia không quên. Cho nên quý thầy dạy á, khi học á, phải để ý trong cái kinh đó, nó có mấy dòng chữ, cái trang thứ nhất mấy dòng chữ, bà già bà đế ở dòng thứ mấy, bà già này ở dòng thứ mấy, bà già kia ở dòng thứ mấy. Tụng phải nhớ bà này ở trang nhất, bà này ở trang thứ hai, lật qua bà này ở trang thứ ba. Trong khi mình tụng mình phải nhớ nhập tâm vậy, thì nó khiến cho thân khẩu ý cùng có mặt trong cái khung thời gian đó, cùng có mặt trong cái câu kinh đó, cùng có mặt trong cái câu chú đó. Và nhờ dạy như vậy cho nên tụng nó không quên và nó có sự tập trung lâu ngày. Trong khi tụng kinh xong mình thấy an lạc lắm, vì trong giây phút mình tụng không có vọng tưởng xuất hiện, không có những cái tạp niệm nó chi phối. Thành ra tôi lên chùa tôi tụng chắc nhờ cái duyên thế nào, cái giọng tôi tụng rõ lắm, tụng mà lớn người ta luôn. Tức là ông nào tụng sai á, Nam Mô Già Bà Đế, tức là nhắc lại ông tụng trật rồi câu này. Phải mà không phải thô tháo như vậy à, mình tụng nãy tai mình nghe tiếng mình tụng, mà đồng thời mình nghe luôn âm thanh của mấy huynh đệ tụng. Đặng chi nếu mình tụng mà thấy nó mấy huynh đệ tụng khác đi à, thì mình phải lướt qua để dẫn họ về. Thì bữa đó công phu tụng rất là hoành tráng. Sau khi tụng kinh xuống, có một vị ni sư đó, ni sư mới hỏi: ông mới đến đây học với sư ông phải không? Nói dạ con mới đến, tôi nghe ông tụng hay lắm á, tôi nghe chú tụng hay lắm, mà chú biết cái câu thế nào gọi là hư không khả hệ, hư không khả lượng, phong khả hệ không? Dạ con cũng chưa biết lắm, chưa hiểu lắm, ni sư dạy cho. Hỏi vậy thôi, ông đi tra từ điển đi, rồi mai ông nói tôi nghe. Hư không khả lượng, hư không là bầu trời nè, là cái không gian này nè. Khả lượng, lượng tức là so lường được, đo lường được, tính toán được. Hư không này mình có thể đo lường được, chuyện vô lý. Hư không làm sao mà đo lường được?
Nhưng mà trong kinh để rõ ràng hư không khả lượng, phong khả hệ. Phong là gì? Phong là gió. Khả là có thể, là được. Hệ là buộc, là trói. Gió có thể buộc được. Vô lý. Phải không? Làm sao trói được gió? Làm sao buộc được gió? Mà trong kinh nói là hư không khả lượng, phong khả hệ. Bắt đầu mới đọc lại ba câu đầu nữa. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận. Hư không khả lượng, phong khả hệ, vô năng thuyết tận Phật công đức. À, hiểu rồi. Sát trần tức là những cái hạt bụi, những hạt bụi ở trong quốc độ này. Nếu chúng ta có dịp trời nắng nó soi qua cái vách nhà mình đó, mình chợt nhìn qua cái kẽ hở của cái tường vách đó, mình thấy những cái lân hư, tức là những cái vi trần đó, cái đó gọi là hạt bụi. Những cái hạt bụi đó li ti như vậy đó, nó có trong quốc độ này. Sát trần tâm niệm, nếu mình đem tâm mà nghĩ đến để tính đó thì khả sổ tri, có thể biết được là bao nhiêu hạt bụi. Giả dụ những cái hạt bụi trong quốc độ này mình nhiều lắm, các nhà bác học, các nhà khoa học, các nhà toán học, các nhà số học cũng khó mà đếm được. Nhưng ở đây trong kinh nói giả dụ như những cái hạt bụi trong vi trần này, trong cõi quốc độ này có thể đếm được. Đại hải trung thủy, nước ở trong biển lớn. Đại hải trung thủy. Thế mà hồi đó giờ cứ đọc đại hải thủy trung. Do cái không biết chữ nho đó, mà đọc nho đó nguy hiểm lắm. Bắt đầu từ đó mới để tâm chú ý đến chữ nho. Đại hải trung thủy, nước ở trong biển cả. Đại hải trung thủy khả ẩm tận. Ẩm là uống. Nước ở trong bốn biển này cũng có thể uống hết. Láo không? Nhưng mà đây trong kinh nói, đây là bài kệ của các tổ. Chúng ta nghe hai câu đầu, nghe ba câu đầu, chúng ta nhiều khi nghĩ là những lời nói hoang đường. Không có. Những hạt bụi trong quốc độ này có thể đếm được. Nước trong biển cả có thể uống hết được. Hư không này có thể đo được. Gió có thể buộc được. Nhưng câu thứ tư nó làm sáng nghĩa. Ba câu trên: vô năng thuyết tận Phật công đức. Những cái mà không khó có thể được, nhưng ở đây giả dụ có thể đếm được, nhưng nói về công đức của Phật, vô năng thuyết tận, không thể nói hết được cái công đức của chư Phật. Qua ngày hôm sau định gặp ni sư đó để trình kiến giải, để khoe là mình hiểu được trả lời này. Nhưng mà qua ngày hôm sau là ngày chánh kỵ, ngày giỗ. Thôi mới 3-4 giờ sáng, nhà bếp thì sắt gọt, ở trên thì sắp đặt dọn dẹp cúng bái rồi. Xong xuôi mỏi mệt, đâu về đó, đông quy đông, tây quy tây. Cho đến bây giờ cũng chưa có cơ hội gặp lại ni sư đó, mà bây giờ ni sư đó mất rồi. Tuy nhiên nhờ cái lời cảnh tỉnh như vậy, nhờ cái lời nhắc nhở như vậy, cho đến bây giờ nó vẫn còn nuôi dưỡng tôi. Nó vẫn làm cho chúng ta được trưởng thành.
Cho nên bất luận gặp cái câu kinh gì, gặp cái câu kệ gì, gặp những lời dạy hay đẹp, gặp những cái hình ảnh mà tu tập của các thầy, nó làm cho chúng ta được trưởng thành và được nuôi dưỡng. Ở đạo là như vậy đó. Thì trở lại cái sinh hoạt của các vị ở tại gia cũng vậy.